một chuyến đi đầy sự thú vị. Với vô vàn biểu cảm bất ngờ, ngộ nghĩnh. Ghé thăm những người bạn đáng yêu. Tại một trang trại được tổ chức kỷ lục châu Á, xác nhận danh hiệu quy mô lớn nhất châu Á. Hãy cùng gặp gỡ hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Kiều Minh, 9 tuổi, đặc điểm nhận dạng, khuôn mặt biết cười. Đức Anh, 9 tuổi, đặc điểm nhận dạng, khuôn mặt bầu bĩnh và lém lỉnh. Thưa chú là chưa ạ? Đây là lần đầu tiên thấy ạ. Cảm thấy là rất sợ ạ. Vì có lần cháu xin bị đá. Về quê cháu vuốt về một con bò, vuốt thử một phát chạy. May là nó không đá một đít. Dưới sự dẫn đường của chú Vũ Quyết Thắng, quản lý trang trại bò sữa số 5, hai bạn nhỏ chính thức tham gia vào tour khám phá để tìm hiểu quy trình làm ra những ly sữa tươi thơm ngon. Những chú bò sữa ở đây dường như cũng cảm nhận được sự có mặt của hai bạn nhỏ đáng yêu này. Trong khi Đức Anh có vẻ bạo dạn với tất cả các hoạt động chăm sóc bò sữa, thì có bạn đồng hành Kiều Minh lại tỏ ra e dè hơn. Cháu ngửi thấy mùi gì không? Cái mùi này ấy, đây là mùi thức ăn cho bò này. Ở nhà mình ủ chua, mà ủ dưa đấy, muối dưa đấy. Thì nó cũng có mùi như thế này luôn. Thơm đúng không? Không thơm lắm ạ. Nhân viên từng ngửi. Mùi dưa chua mà. Thơm thật. Bò ăn rất là khó ạ. Rất là sợ. Sau khi được dạo quanh một vòng trang trại, giờ là lúc hai bạn nhỏ chính thức được tham gia một trong các quy trình chăm sóc các bạn bò đáng yêu rồi. Tuy nhiên, vẫn có một phần thử thách nhỏ dành cho cả Đức Anh và Kiều Minh. Con thưa chú, con có con bò được gọi là con bê ạ. Nó như thế nào thì con chưa biết ạ. Không tưởng tượng ra được con bê thế nào luôn. Giờ thì hãy cùng xem hai bạn nhỏ của chúng ta tham gia thử thách này thế nào nhé. Đây rồi. Xin chào. Xin chào. Bây giờ hai con cho bê bú bình nhá. Con này nó bú nhanh thế. Làm sao mà rơi được. Con thấy bạn bê rất là ham ăn ạ. Con cảm thấy rất thích ạ. Như là cho những em bé uống sữa ở nhà. Những bạn bê rất dễ thương. Một hoạt động thú vị thu hút rất nhiều các bạn nhỏ vào dịp hè khi đến với trang trại TH Chumiu. Được tiếp xúc với những người bạn đáng yêu này giúp các con có thêm tình yêu thương với động vật. Đặc biệt hơn, Đức Anh và Kiều Minh cũng được tận mắt xem quy trình vắt sữa tươi từ những chú bò. Cái kia đeo vào chân con bò làm gì ạ? Đấy là cái chip đeo vào chân con bò để biết là con bò này đi bao nhiêu bước trên một ngày này. Ngày nào cháu buồn để cháu không muốn đi à, cháu không muốn chạy đúng không? Nhưng mà con bò mà nó đi lại nhiều bình thường ấy thì là nó vui, nó bình thường. Người ta gọi là con mặc cười à? Những kiến thức đã được làm đơn giản hóa bằng các bài học. Trải nghiệm thực tế giúp cho hai bạn nhỏ có thêm những hiểu biết lý thú và tràn ngập tiếng cười. Và chú Thắng cũng dành một món quà bất ngờ cho Đức Anh và Kiều Minh ở cuối hành trình hôm nay. Con thưa chú là cốc sữa đầu tiên con uống thấy hơi lạ. Kiểu như là nó có vị khác với tất cả mọi loại sữa con từng uống. Con chắc chắn 100% nó là sữa mới lấy ra từ con bò. Nếu muốn ra một cốc sữa như thế này thì phải qua một công đoạn sản xuất rất là mệt ạ. Lợi ích của việc uống sữa giúp chúng ta thông minh và có chiều cao ạ. Từ nay con sẽ không bỏ phí